Hôm qua, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA của Mỹ đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho mũi tiêm tăng cường thứ ba với trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, đồng thời rút ngắn khoảng thời gian giữa việc tiêm phòng đầy đủ với mũi tiêm tăng cường từ 6 tháng xuống 5 tháng. FDA cho biết đã xem xét các dữ liệu và thực tế về độ an toàn của mũi tiêm tăng cường sử dụng vaccine của Pfizer do Bộ Y tế Israel cung cấp trong đó có dữ liệu của 6.300 trẻ từ 12 đến 15 tuổi tiêm loại vaccine này. Bên cạnh đó, cơ quan y tế Mỹ cũng thông qua việc tiêm mũi tăng cường thứ ba cho những trẻ từ 5 đến 11 tuổi có hệ miễn dịch kém. Hiện số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu đang tăng mạnh do biến thể Omicron. Giới chức y tế nhiều nước cảnh báo tính dễ lây lan của biến thể này có thể khiến nhiều hệ thống y tế bị quá tải. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, hai mũi tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech và của Moderna tạo ra phản ứng miễn dịch không cao đối với Omicron, trong khi mũi tim tăng cường được cho là góp phần bảo vệ trước biến thể này.